Sau giải tài năng, Hương Giang Idol bỏ sang chủ nhà Thái, dẫn đầu bình chọn trang phục dân tộc. Bộ trang phục 55kg của nhà thiết kế Đông Đông đang xuất sắc nhận được bình chọn cao nhất ở hạng mục trang phục truyền thống. Trong đêm bán kết Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 tại Bangkok, Thái Lan, Hương Giang Idol xuất sắc vượt qua các đối thủ để giành chiến thắng tại phần thi Hoa hậu tài năng. Với phần trình diễn sôi động cùng vũ đạo bốc lửa, người đẹp thực sự tỏa sáng trong đêm thi vừa qua. Sau chiến thắng thuyết phục về tài năng, mới đây người đẹp tiếp tục dẫn đầu trong phần bình chọn online hạng mục trang phục truyền thống. Sau 16 giờ đồng hồ được ban tổ chức đăng tải, bộ hình ảnh các thí sinh trang phục truyền thống trên trang fanpage của cuộc thi, bức hình của người đẹp Việt Nam đã giành tới 9,5 nghìn lượt yêu thích. Bộ trang phục của Hương Giang Idol gây ấn tượng mạnh khi nặng đến 55kg, lấy ý tưởng từ quốc hoa kết hợp khéo léo cùng làng nghề may tre đan truyền thống, cực kỳ nổi bật. Những đối thủ đáng gờm như Josie của Thái Lan và Isabel của Brazil đều bị Hương Giang vượt mặt. Người đẹp Mông Cổ giành 5,7 nghìn lượt bình chọn, đứng thứ hai sau Hương Giang Idol. Chủ nhà Thái Lan chỉ giành được 3,2 nghìn lượt bình chọn. Từ vòng đầu khi tham gia vào Miss International Queen 2018, Hương Giang Idol là một trong những gương mặt được đánh giá cao và là ứng cử viên sáng giá nhất cho chiếc vương miện cao quý. Với những chiến thắng tại các vòng thi, Hương Giang tiếp tục chiếm được ưu thế trong Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018. Sắc đẹp cùng với phong thái ổn định, nhiều người dự đoán rằng người đẹp sẽ còn đi xa hơn tại cuộc thi lần này. Harry Lu nói gì khi Hoàng Thùy Linh tổn thương vì chuyện cách đây 5 năm? Harry Lu lần đầu bộc lộ cảm xúc của mình trước lời chia sẻ của Hoàng Thùy Linh sau 5 năm. Anh cho biết bản thân cảm thấy vô cùng có lỗi khi cách trả lời của mình khiến cho Hoàng Thùy Linh hiểu lầm và tổn thương. Trong tự truyện vừa ra mắt, Hoàng Thùy Linh đã lần đầu bộc lộ cảm xúc của mình trước lời chia sẻ của Harry Lu sau 5 năm. Cô cho biết bản thân cảm thấy tổn thương vô cùng bởi dù tình cảm không đi đến đâu, nhưng Harry Lu lại lên báo, khơi gợi lại quá khứ nhiều nỗi đau của mình. Hoàng Thùy Linh chia sẻ trong tự truyện, quyết định rời bỏ Hà Nội để vào Sài Gòn cũng song hành với quyết định sẽ đóng Thần Tượng. Trên phim trường Thần Tượng, tôi dần thân thiết với Harry, đang buồn bã vì mối tình lâu năm bất thành, lại ở Sài Gòn có một mình. Những quan tâm của Harry làm tôi cảm động. Harry, một chàng trai rất trẻ, làm cho tôi có cảm giác như mình trẻ lại. Nhưng rốt cuộc thì mọi chuyện cũng chả đi đến đâu. Cậu ấy lên báo và nói gia đình mình không chấp nhận tôi, ngay khi tôi và cậu ấy còn chưa chính thức yêu nhau. Tôi cảm thấy tổn thương vô cùng, vì đâu phải chỉ tôi mà biết bao nhiêu người đọc được bản tin ấy, trong đó có cả gia đình tôi. Có cách nào gợi lại nỗi đau quá khứ của tôi tốt hơn thế này không? Mới đây, trong một buổi trò chuyện trực tuyến với trang điện tử, Harry Lu đã có những chia sẻ vô cùng thẳng thắn về chuyện tình cảm với Hoàng Thùy Linh sau hơn 5 năm. Đây là câu chuyện mà khiến tôi nhớ mãi đến giờ. Lúc đó tôi còn quá trẻ khi tiếp xúc với truyền thông, bản thân tôi cũng chưa biết phải trả lời như thế nào để gọi là an toàn. Khi mà bài báo được công bố, bản thân tôi cảm thấy mình như bị lừa gạt, vì ý của tôi thực sự không như vậy. Sau đó tôi có gọi cho Hoàng Thùy Linh và xin lỗi Linh. Khi mà tôi đọc bài phỏng vấn đó xong, bản thân tôi rất buồn. Đến giờ khi nhắc lại chuyện này tôi vẫn thấy buồn. Tôi có biết thời gian đó Hoàng Thùy Linh bị tổn thương, tôi chỉ có thể nói xin lỗi với Linh. Lỗi là tại tôi. Sau dự án Thần Tượng, tôi và Linh ít có cơ hội nói chuyện với nhau, đến bây giờ vẫn không có thường xuyên liên lạc với nhau. Cách đây gần 5 năm, Hoàng Thùy Linh vướng phải tin đồn phim giả tình thật với Harry Lu sau khi cả hai cùng tham gia dự án phim điện ảnh Thần Tượng. Dù đứng giữa tâm điểm bàn tán của dư luận, nhưng nữ ca sĩ chưa từng lên tiếng nói về nghi vấn này. Trong khi đó, nam thần xứ đài lại gây xôn xao khi khẳng định tình cảm của hai người chỉ là trên màn ảnh. Còn ngoài đời, cặp đôi xem nhau như anh em trong nhà và khó có thể tiến tới bởi rào cản gia đình. Khối tài sản khổng lồ của Hương Giang Idol mà ít người biết tới. Hương Giang Idol hiện đang là cái tên hot nhất trên các phương tiện thông tin truyền thông thời gian vừa qua. Những ngày vừa qua, cái tên Hương Giang Idol đang hot hơn bao giờ hết. Khi cô tham dự cuộc thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế được tổ chức tại Thái Lan. Trước đây Hương Giang Idol được biết đến là một trong những nữ ca sĩ luôn giữ được sức nóng của mình
khi bước ra từ nhiều chương trình truyền hình thực tế. Cho đến hiện tại, khi đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi này, cô càng khẳng định được tên tuổi cũng như hình ảnh của bản thân. Suốt quá trình 5 tiếng, người hâm mộ vô cùng tò mò về khối tài sản mà Hương Giang Idol đang sở hữu. Gần đây, cô ca sĩ sinh năm 1991 thoải mái hơn khi liên tục khoe khối tài sản đáng mơ ước của mình, cùng với đó là những chuyến du lịch xa xỉ. Mới đây Hương Giang tậu cho mình hẳn 2 chiếc xế hộp tiền tỷ thuộc thương hiệu BMW với giá lần lượt là 2 và 4 tỷ đồng. Chỉ cần nói đến đây cũng đủ thấy cô gái này sở hữu khối tài sản lớn như thế nào. Chiếc xế hộp mà Hương Giang Idol mới tậu gần đây. Ngoài xế hộp, Hương Giang Idol còn tậu cho mình một căn hộ cao cấp ở quận 2. Cô từng chia sẻ toàn bộ không gian căn nhà do Giang đề xuất và đưa ý tưởng tổng quan. Sau đó, Giang nhờ kiến trúc sư hiện thực hóa ý tưởng. Đặc biệt, căn nhà được bố trí khoa học để thuận tiện trong sinh hoạt hàng ngày. Riêng phòng ngủ, Giang lựa chọn kiểu và tông màu tạo cảm giác lặng và rất tĩnh. Ngoài ra, Giang sẽ trang trí cây xanh bình hoa để không gian sống động và lung linh. Mặc dù rất ít khoe đồ hiệu, nhưng sự thật là Hương Giang Idol sở hữu một tủ đồ hiệu đồ sộ mà bất cứ chị em gái nào cũng ao ước. Cô thường xuyên sử dụng những món đồ này trong các chuyến du lịch trong và ngoài nước. Trong cuộc thi Hoa hậu chuyển giới năm nay, Hương Giang Idol đang giữ được phong độ vô cùng xuất sắc. Nhiều sao Việt cũng như khán giả đang rất trông chờ vào một kết quả xứng đáng dành cho cô. Cộng đồng mạng đang chia sẻ rầm rộ khoảnh khắc xúc động này của Hương Giang Idol. Khoảnh khắc này của Hương Giang đã khiến không ít người hâm mộ xúc động. Trong phần công bố các giải trong đêm bán kết của cuộc thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018, nhiều người để ý rằng trong khi các người đẹp khác đều tập trung ở trung tâm sân khấu, duy chỉ có một mình Hương Giang Idol là đứng thu mình vào một góc khá khuất và thậm chí không hề có ánh sáng sân khấu chiếu vào. Mặc dù phải đứng ở vị trí không đẹp, không sáng trên sân khấu so với những thí sinh còn lại, nhưng bất ngờ Hương Giang đã được xướng tên giành giải thưởng Best Talent. Đại diện của Việt Nam đã thực sự chinh phục ban giám khảo qua phần biểu diễn tài năng của mình. Bài hát Hush Hush mà Hương Giang trình diễn đã thực sự khuấy động không khí và mang đến cho người xem một màn trình diễn đẹp mắt và cực kỳ bốc lửa. Rồi bất ngờ được xướng tên và tỏa sáng khiến người hâm mộ vô cùng xúc động. Nhiều người đã vì cô là một bông hoa trong đêm, nhưng lại tỏa sáng rực rỡ khi bước ra ánh sáng. Đây có thể được xem là khoảnh khắc tỏa sáng nhất của người đẹp từ đầu cuộc thi đến nay. Cô đang khiến không ít người hâm mộ tự hào và xúc động không kém. Từ đầu cuộc thi đến giờ, Hương Giang luôn thể hiện phong thái tự tin, bản lĩnh, không thua kém các bạn thí sinh đến từ các nước khác. Nhiều người bất ngờ với vốn tiếng Anh khá tốt của cô, không hề kém cạnh khi đứng chung với các đại diện đến từ các nước khác. Thành công mà Hương Giang Idol đạt được tại cuộc thi này là hoàn toàn xứng đáng với tài năng của cô. Đồng thời cô cũng một phần đem cái tên Việt Nam vươn xa ra các cuộc thi sắc đẹp. Đây là một niềm tự hào cho cộng đồng chuyển giới Việt Nam nói chung và cả người hâm mộ nữa, đúng không nào? Hoài Linh xin lỗi nam em trên sóng truyền hình. Quay trở lại Ơn Rời Cậu Đây Rồi mùa 4, nam em đã khiến giám khảo Hoài Linh thực sự xúc động vì sự cố gắng của người đẹp. Anh còn xin lỗi nam em vì lời nhận xét trước đây về cô. Bị trưởng phòng trường Giang quay như chong chóng tại Ơn Rời Cậu Đây Rồi vào tình huống xuyên không, dở khóc dở cười. Từ thiếu nữ 20, trường Giang đưa nam em bước đến 60 năm sau khi đã lọ mọ già. Nhưng rồi, nam em đã xuất sắc vượt qua được hết một cách hài hước, đến độ Trường Giang phải thốt lên rằng Chấn Thành đã làm em thay đổi. Trong khi đó, giám khảo Hoài Linh thừa nhận nam em đã khiến anh không thể kìm được cảm xúc vì quá xúc động. Hoài Linh cũng phải xin lỗi nam em vì đã từng nhận xét nam em thích gì làm nấy, nhưng ở Ơn Rời cô đã biết kìm nén cảm xúc hơn. Bị chê ảnh khoe thân kém sang, Ngọc Trinh bình thản đáp trả anti-fan. Phản ứng của Ngọc Trinh khiến khá nhiều người bất ngờ bởi trước đây người đẹp thường phớt lờ những bình luận trái chiều. Chiều ngày 3 tháng 3, Ngọc Trinh chính thức tung bộ ảnh nude sau gần một tuần nhá hàng với gương mặt ngây thơ, chân dài gốc Trà Vinh thu hút mọi ánh nhìn khi khoe trọn đường cong cơ thể nóng bỏng.
Chỉ sau ít phút chia sẻ, hình ảnh lập tức nhận được hàng nghìn lượt thích bình luận từ người hâm mộ. Body chuẩn số đo 3 vòng là yếu tố giúp Ngọc Trinh thu hút sự quan tâm đặc biệt của đông đảo khán giả. Loạt ảnh đang nhận được hàng ngàn lượt thích và bình luận trên mạng xã hội. Ngay sau khi đăng tải, bộ ảnh đã nhận được rất nhiều phản ứng trái chiều từ người hâm mộ. Người thừa khen ngợi nhan sắc và thân hình nóng bỏng của Ngọc Trinh, nhưng cũng có vài ý kiến cho rằng bộ ảnh của nữ hoàng nội y không có chút nghệ thuật nào. Khi bị một anti-fan nhận xét, từ khi thấy ảnh này thì em xin chính thức bỏ theo dõi chị luôn nha Trinh, kém sang. Ngay sau đó Ngọc Trinh đã phản ứng lại, cô bình thản đáp trả, ok bye. Đây không phải lần đầu tiên Ngọc Trinh phản ứng với anti-fan. Trước đó, nữ hoàng nội y từng đáp trả cư dân mạng khi bị chê chụp ảnh phản cảm. Lâu lâu chụp ảnh gần như nuôi tí là có mấy em cứ sồm sồm nhảy dựng lên, làm như mình ăn hết của nhà mấy em. Nói nghe nè, chị thích chụp thế nào là quyền của chị thích hở là chị hở, thích kính là chị kính, chứ chị không có phân biệt đẳng cấp của hở và kính nhé mấy cưng. Ngọc Trinh phản pháo trước những gạch đá cho rằng cô tạo dáng phản cảm.